Trong Liên Minh, chắc hẳn bạn đã nghe qua thuật ngữ Wombo Combo, một đội hình trong mơ của game thủ mà chỉ cần một pha giao tranh có sự kết hợp kỹ năng hoàn hảo giữa các vị tướng với nhau, team bạn sẽ thổi bay cả đội hình địch trong một nốt nhạc. Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com đến với top 6 cặp tướng sinh ra là dành cho nhau với bộ kỹ năng kết hợp cực kỳ bá đạo và ăn ý trong Liên Minh nhé. Yasuo, Manfight. Chắc hẳn đã chơi Liên Minh thì không một game thủ nào không biết tới sự khủng khiếp của hai vị tướng này khi chiêu cuối của chúng được kết hợp với nhau. Khi một người chơi lựa chọn Yasuo, câu nói quen thuộc mà họ cũng như các người khác thường nói đó là chọn Manfight đi. Hay thậm chí đối phương mà thấy bạn chọn Yasuo, chúng sẽ phải lấy ngay Manfight nếu không muốn có những chuyện đáng tiếc xảy ra. Rõ ràng kể từ khi Yasuo mới ra mắt cho đến tận bây giờ, Manfight luôn đi kèm với Yasuo như hình với bóng. Với chiêu cuối không thể cản phá của Manfight, cục đất di động này chỉ cần chọn một khoảnh khắc đẹp khi cả team đối thủ đang đứng chụm lại với nhau. Và BOOM! Đội hình địch bị hất văng lên không trung, cũng là lúc Yasuo bay vào và chắn chối. Một khi Manfight lên đồ theo hướng sức mạnh phép thuật thì chỉ cần một lần sử dụng Ultimate chuẩn xác đúng giữa team địch, Manfight dễ dàng thổi bay nửa cây máu của các tướng địch, thậm chí là cho bốc hơi luôn. Càng dễ dàng cho Yasuo có điểm hạ gục khi dùng chiêu cuối. Hoặc Manfight mà lên đồ kiểu tanker châu bò thì sẽ trở thành người mở giao tranh hoàn hảo mà không sợ bay màu khi chọn cho mình cách tự sát bằng cách lao thẳng vào giữa đội hình địch như vậy. Nếu trong đội hình của bạn có cặp đôi Manfight Yasuo thì tỷ lệ thắng sẽ là khá cao, bởi không có một đội hình nào có thể chống đỡ lại cặp đôi không thể cản phá này. Diana, Orianna. Trong giao tranh, combo cơ bản mà hiệu quả nhất của cặp đôi này chính là Diana ôm cầu rồi lao vào đội hình địch và combo hai chiêu cuối trăng mờ Diana và lệnh sóng âm của Orianna. Xét về độ khó thì combo này không quá phức tạp nhưng lợi thế đem lại rất lớn. Nếu Diana khỏe và có một lượng sát thương lớn thì Orianna hoàn toàn có thể lên đồ theo hướng buff để có thêm giáp và đam cho cô nàng. Ngược lại, khi Orianna đã sở hữu cho mình một lượng đam khủng thì Diana chỉ cần lên một phần đồ chống chịu, ôm sát thương cùng với quả cầu của người đồng đội để bay vào xoáy trọn giữa đội hình địch mà thôi. Miss Fortune, Leona. Đây là hai con bài rất mạnh đứng ở vị trí quán quân thời điểm hiện tại khi nói về việc đi đường, bởi sức mạnh của chúng không hề bị giảm ở mọi giai đoạn của trận đấu. Miss Fortune là nữ xạ thủ sở hữu cho mình chiêu cuối có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu top đầu trong Liên Minh. Chỉ cần lựa chọn một vị trí đẹp, góc bắn tốt và xả cả luồng bão đạn vào giữa team địch là có thể tiễn chúng về bệ đá cổ. Để làm được điều này, không có gì tuyệt vời hơn một Leona với chiêu cuối Thái Dương Hạ San được sử dụng một cách chính xác. Vừa làm chậm, vừa choáng giữ chân đối thủ, Ultimate của Leona là một sự trợ giúp tuyệt vời cho Miss Fortune. Một khi team địch giữ vị trí không cẩn thận thì rất có thể trong khoảnh khắc sẽ hứng chọn combo của hai vị tướng này. Javan, Nico. Nếu như đại địa chấn của Javan chẳng khác nào một chiếc lồng úp cả team địch vào vùng địa hình không có lối thoát, thì nổ hoa của Nico là chiếc bẫy dồn sát thương hoàn hảo nhất khi kết hợp với Ultimate của anh chàng.
vừa có khả năng trói chân và làm choáng, vừa gây một lượng sát thương lớn. Hai ultimate của hai tướng này kết hợp với nhau thì chắc chắn team địch rất khó có khả năng trốn thoát. Tương tự Diana và Orianna, khi Javan xanh và có khả năng one shot đối thủ chỉ trong một combo kỹ năng, thì Nico hoàn toàn có thể lên đồ buff hoặc một chút chống chịu để kéo dài thời gian kìm chân team địch. Hoặc khi đổi vai trò, Nico sở hữu một lượng sát thương cực lớn, thì Javan lên một chút đồ tanh sẽ là lựa chọn hoàn hảo để cô nàng hóa hình sư có thể thoải mái hạ gục đối thủ. Amumu, Kennen. Thử tưởng tượng, nếu bạn cùng lúc nhận vào mình hai chiêu cuối có sức ảnh hưởng tốt đầu trong liên minh là bão sấm sét của Kennen và lời nguyền sắc ướp u sầu của Amumu, thì liệu khả năng sống sót của bạn là bao nhiêu? Dưới 10% là con số dễ hiểu, bởi cho dù bạn có bao nhiêu chiếc khăn giải thuật, mang theo mình một người đồng hành giúp bạn giải được các hiệu ứng khống chế, thì bạn vẫn dễ dàng bị hạ gục, bởi chừng đấy thời gian đủ để đối phương gây lên bạn cả một tấn sát thương rồi. Không quá cục xúc như Yasuo và Manfight, cũng không hoa mỹ như Diana, Orianna, bộ đôi Amumu, Kennen chỉ đơn giản là tiếp cận, dùng combo khống chế đối thủ. Không có nhiều hướng lên đồ như những bộ đôi khác, Kennen đơn thuần là một vị tướng pháp sư với lượng sức mạnh phép thuật có khả năng one shot đối thủ trong nháy mắt. Kết hợp với một Amumu cũng nhiều sát thương phép không kém, hoặc là một Amumu chống chịu cực kỳ trâu bò, thì đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bộ đôi cuối cùng. Kindred, Taric. Không giống các cặp đôi ở trên với khả năng sốc đam siêu bá đạo, Kindred và Taric đơn giản là bộ đôi giúp kéo dài sự sống của team bạn đến bất tận. Khi phải đối mặt với đội hình có nhiều tướng gây sát thương cực mạnh như LeBlanc, Katarina, Zed có thể thổi bay mục tiêu trong tích tắc, đừng nên ngần ngại sử dụng ngay bộ đôi này. Với chiêu cuối, cứu cứu sinh của Kindred và vũ trụ dạng người của Taric, đồng đội có thể sống sót trước những đợt dồn sát thương khủng khiếp đến từ đối phương. Có thể nói là gần như bạn sẽ có thêm đến 2 mạng trong một pha combat với 2 lần bất tử liên tiếp. Chỉ chừng đấy thôi cũng đủ khiến team địch ngán ngẩm và giơ tay đầu hàng. Với thời gian bất tử như này, bạn có thể câu kéo hết sát thương của team địch và sau đấy hãy xông lên phản công và dễ dàng giành chiến thắng. Còn chờ gì nữa, hãy mau rủ bạn bè vào thử ngay thôi. Theo bạn thì trong liên minh còn cặp tướng nào có combo thú vị nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!